Dragon Ring Duel là một tựa game nhập vai được chuyển thể từ bộ truyện cùng tên vô cùng nổi tiếng tại Trung Quốc. Được phát hành bởi Viten, một hãng game được thành lập vào năm 2016 bởi Thiên Tầm Thổ Đậu, tác giả và cũng là người nắm giữ bản quyền của loạt truyện gây bão như Đấu Phá Thương Khung, Võ Động Càn Khôn, Đại Chúa Tể và Nguyên Tôn. Bối cảnh của truyện Nguyên Tôn được diễn ra một thế giới fantasy ấn tượng. Người chơi sẽ vào vai hoàng tử của nước Đại Chu. Từ lúc vừa sinh ra, cậu đã có được thánh long chi mệnh. Nhưng võ vương của nước địch đã hèn hạ dùng lấy tính mạng của hàng ngàn dân chúng để cưỡng ép cướp đoạt thánh long chi mệnh. Sự kiện đó đã được gọi là mãn tước nuốt long. May mắn thay, trong một lần đi vào tổ địa, cậu đã gặp được Yêu Yêu, người sẽ thay đổi cả cuộc đời cậu. Đồ họa của game có thể nói là chuẩn nguyên tác Nguyên Tôn khi tái hiện vô cùng sống động các nhân vật trên nền đồ họa 2D đặc sắc. Các chi tiết nhân vật được thiết kế tỉ mỉ và chân thực, từ đó tạo nên sự đa dạng và độc đáo cho mỗi nhân vật. Ngoài ra, các hiệu ứng đặc biệt trong game cũng được thể hiện rất tốt, tạo nên những trận đấu đầy mãn nhãn và hấp dẫn. Phần âm thanh cũng được đánh giá rất cao với những bản nhạc phim hoành tráng và sôi động, tạo nên không khí căng thẳng và hồi hộp trong các trận đấu. Ngoài ra, giọng nói của các nhân vật cũng được lồng tiếng rất chuyên nghiệp và sống động, giúp người chơi có một cảm giác như đang xem một bộ phim hoạt hình. Trò chơi thuộc thể loại nhập vai đấu tướng, theo đó người chơi sẽ phải chiêu mộ và tập hợp một đội hình có tối đa 6 nhân vật. Mỗi nhân vật sẽ có một vai trò và kỹ năng đặc biệt, game thủ sẽ phải phối hợp với họ một cách hợp lý để có thể phát huy hết sức mạnh của từng nhân vật. Đồng thời, bạn cũng phải xây dựng và quản lý đội hình của mình để có thể chiến đấu hiệu quả trong các trận đấu. Bên cạnh đó, trò chơi còn có hệ thống chiêu mộ và phát triển nhân vật rất đa dạng. Bạn có thể chiêu mộ các nhân vật mới thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ hoặc mua bằng tiền trong game. Đồng thời, bạn cũng có thể tăng cường sức mạnh cho nhân vật thông qua việc nâng cấp trang bị và kỹ năng. Ngoài ra, game còn bổ sung các tính năng xã hội và giao lưu cộng đồng rất thú vị. Trong đó, người chơi có thể tham gia vào các ban hội và cùng nhau chiến đấu hoặc tham gia vào các hoạt động trong bang để tăng cường sức mạnh cho đội hình của mình. Đồng thời, bạn cũng có thể kết bạn và giao lưu với những người chơi khác trong game. Với bối cảnh và cốt truyện hấp dẫn, Dragon Ring Duel đã mang đến cho người chơi những trải nghiệm nhập vai đầy kịch tính và đầy cảm xúc. Bạn sẽ được đắm chìm trên thế giới fantasy đầy màu sắc và phải đối mặt với những thử thách khó khăn để giành lại thánh long chi mệnh và bảo vệ nước Đại Chu.